Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình xem ngày tốt tháng 6 âm lịch của công ty phong thủy Lộc Tài. Như quý vị đã biết, tháng 6 âm lịch là tháng kỷ mùi. Khởi tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Ngày âm lịch tương ứng là ngày mùng 1 kỷ mùi. Thì về bố cục của cái bảng lịch ngày tốt thì vẫn được sắp xếp như trước công ty phong thủy lộc tài đã trình bày. Đó là bắt đầu từ ngày tí, xỉu, dần, mão, thìn, tỵ ngọ, mùi, thân, dậu, tuất và hợi. Thì trên mỗi ngày chúng tôi đều đánh dấu thiên can và địa chi. Ví dụ như ngày mùi, thiên can là mùi. Thì Địa chi là Mùi, thiên can sẽ là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý. Ví dụ ngày mùng 1 là ngày Kỷ Mùi, 13 là ngày Tân Mùi và ngày 25 là ngày Quý Mùi. Thì với cách trình bày như vậy thì quý vị và các bạn sẽ dễ dàng tìm được đúng ngày mà mình mình định làm việc một cách nhanh nhất mà không phải dò từng dòng một. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng trình bày những cái ngày ví dụ như là Thụ tử Giác chủ những ngày xấu mà mình cần phải tránh Những ngày xấu cần phải tránh Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Về việc chọn ngày tốt trong tháng 6 âm lịch Năm 2021 Tân Sửu. Thì như thường lệ Chúng tôi đều dựa vào cái lịch pháp mà từ trước đến nay cha ông ta vẫn thường dùng và được hầu hết các thầy phong thủy chuyên dùng để cho việc chọn ngày tốt được đúng và đầy đủ nhất. Thì việc lựa chọn ngày tốt của phong thủy lục tài sẽ dựa vào các các tài liệu chuẩn như lịch vạn sự, đồng công trạch nhật, ngọc hạp thông thư và lịch vạn niên để đưa ra những ngày tháng chuẩn nhất cho quý vị. Đây, lịch vạn sự này. Đầu tiên, để chọn được ngày tốt thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái ngày xấu trong tháng 6 âm lịch. Thì ngày xấu trong tháng 6 âm lịch thì vẫn loại bỏ những ngày mà nó không tốt. Ví dụ như ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, dương công kỵ và thiên địa chuyển sát. Thì đầu tiên là ngày tam nương, một là tam nương này, hai là ngày con nước, ba là ngày dương công kỵ, bốn là ngày sát chủ, năm là ngày thụ tử. 6 là ngày nguyệt phá và 7 là ngày thiên địa chuyển sát. Thì 7 ngày này chúng ta sẽ không dùng để mọi việc được hanh thông. Khi loại bỏ được 7 ngày xấu này thì tự dưng không chọn vào những ngày này nữa thì những ngày khác đã là cát rồi. Những ngày khác thì đã tự động nó cát rồi. Vì vậy quý vị hoàn toàn yên tâm để sử dụng. Thì đầu tiên ta loại bỏ ngày tam nương. Ngày tam nương sẽ bao gồm các ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, ngày 22 và cuối cùng là ngày 27 thì ngày mùng 3 tương ứng là ngày Tân Dậu. Ngày mùng 7 là ngày Ất Sửu. Ngày 13 là ngày Tân Mùi. Ngày 18 là ngày Bính Tý. Ngày 22 là ngày Canh Thìn và cuối cùng là ngày 27 27 là là ngày ất rộng Ngày tam nương là ngày bại hoại theo dân gian thì người ta cũng loại bỏ không dùng. Tại vì dùng thì chủ về việc là 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 đổ nát. Đâm ra là không dùng. Thứ hai, ngày xấu thứ hai cần phải loại bỏ đó là ngày con nước. Ngày con nước đầu tiên trong ngày con nước trong tháng 6 âm lịch sẽ gồm ngày mùng 7 và ngày 21. Thì ngày mùng 7 ất xỉu chúng ta loại bỏ vì là ngày tam nương rồi. Còn ngày 21 ngày con nước tiếp theo là ngày 21, ngày 21 sẽ là ngày kỷ mão. Mà chúng ta cần phải loại bỏ. Ngày số thứ ba ta cần phải loại bỏ đó là ngày dương công kỵ. Dương công kỵ trong tháng 6 này thì là ngày mùng 3. Ngày mùng 3 Tân Dậu thì cũng đã là ngày 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 tam lương mà chúng ta đã loại bỏ rồi. Ta sẽ đến ngày tiếp theo là ngày sát chủ. Ngày thứ tư là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 6 sẽ là ngày Ngày tuất là ngày sát chủ vị trí tất cả những ngày tuất chúng ta không sử dụng. Ngày xấu thứ năm đó là ngày thọ tử. Thọ tử là ngày ngọ. Thọ tử hay thụ tử là ngày ngọ. Vị trí những ngày ngọ trong tháng 6 âm lịch ta không dùng. Bao gồm các ngày canh ngọ 12 và ngày nhâm ngọ ngày 24. Tháng 6 âm lịch là tháng kỷ mùi vị chi những ngày xung xung với tháng là ngày ngày xỉu thì tất cả những ngày xỉu là ngày xung với tháng người hay còn gọi là ngày nguyệt phá ngày nguyệt phá ta cũng không sử dụng không sử dụng ngày xỉu ngày xỉu có bao gồm ngày ngày xỉu bao gồm ngày ất xỉu ngày mùng 7 và ngày đinh xỉu ngày 19 ta không sử dụng ngày thiên địa chuyển sát ngày số thứ bảy là ngày thiên địa chuyển sát thì ngày thiên địa chuyển sát trong tháng 6 âm lịch này là ngày bính ngọ và ngày mậu ngọ. Thì ngày ngọ là ngày thụ tử chúng ta đã bỏ hết rồi. Như vậy ta đã xét xong những ngày xấu cần tránh trong tháng 6 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Tiếp theo ta sẽ dùng đồng công tranh nhật để ta đi tìm những ngày tốt trong tháng 6 âm lịch. Theo đồng công thì tháng 6 âm lịch gồm hai tiết tiểu thứ và đại thứ. Sau tiểu thứ tam sát ở tây, phương thân dậu tuất kỵ tu tạo động thổ. Tức là những nhà nào hướng tây nam ở sân thân, hướng tây ở sân dậu và hướng hướng tây bắc ở sân tuất thì chúng ta kỵ tu tạo và động thổ. Vì là tu tạo và động thổ vào cái tháng này thì là không tốt. Thì trong tháng 6 âm lịch kiến tại mùi, vị trí ngày đầu tiên ta xét là ngày mùi. Ngày mùi trong tháng 6 âm lịch thì sẽ bao gồm các ngày mùng 1 là kỷ mùi, 13 là tân mùi và 25 là ngày quý mùi. Thì trong đồng công có nói ngày ất mùi thì sát tập nhập trung cung. Bất lợi về tu tạo, hôn nhân nhập trạch, khai trương thượng quan. Các việc nếu phạm vào không tốt, nhiễm ôn dịch, tổn nhân khẩu, mất mát tiền của, đại hung. Như vậy là tất cả các ngày mùi trong tháng 6 âm lịch ta không sử dụng. Vì là rất xấu. Tiếp theo ngày mùi là ngày thân. Thì Đồng Công có nói. Ngày giáp thân là ngày 26. Có thiên đức, nguyệt đức, huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng. Cùng chiếu, lợi về dựng cột, khởi tạo, an táng, động thổ. Khai sơn, phát cỏ, xuất hành, khai trương, thì trăm việc đều cát. Các ngày thân khác cũng được đại cát, chỉ có một ngày bính thân là ngũ hành vô khí, không dùng. Còn ngày canh thân thì càng nên thận trọng. Tức là trong những ngày thân thì sẽ có ngày 10 ngày canh thân là ngày mùng 2 là chúng ta không sử dụng, còn ngày 26 giáp thân và ngày 14 nhâm thân thì dùng là được đại cát. Ngày 14 nhâm thân là đại cát. Ngày tiếp theo chúng ta xét là ngày dậu. Thì ngày dậu, Đồng Công có nói là ngày dậu trực mãn. Thì dùng thì được thiên hỷ, thiên phú. Ngày ất dậu và ngày tân dậu thì nên đốn cây. Nhưng mà hai ngày này phạm vào ngày tam nương chúng ta đã loại bỏ rồi. Nhưng mà Đồng Công có nói này. Ất dậu, tân dậu, đốn cây này gác ách trêu bò, cây cột, khởi tạo thì được thứ khác. Tức là những ngày này thì theo đồng công là vẫn dùng được. Nhưng mà khi mà dùng ấy, ta cần phải thận trọng. Còn ngày kỷ cái dậu phạm cửu thấu quý, ngày quý dậu là ngày tiểu táng, chôn tạm. Nhưng lại lâm phạm vào hắc sát, chỉ có thể dùng lúc cấp bách. Tức là ngày quý dậu này, thì dùng lúc cấp bách cấp bách thì dùng thôi còn không bình thường thì không dùng như vậy là trong các ngày dậu thì hầu hết những ngày dậu đều là ngày xấu chúng ta không dùng thì sẽ tốt hơn ngày tuất thuộc về ngày sát chủ chúng ta đã lại bỏ rồi giờ ta xét theo đồng công xem đồng công nói sao thì ngày tuất theo đồng công là ngày trực bình thì bị chu tước câu giáo lại phạm đến châu tinh chẳng lợi về việc nhập trạch, hôn nhân. Mọi việc nếu dùng thì sẽ bị quan phi là ngày đại hung. Chỉ có ngày giáp tuất là ngày huyền nữ thâu tu. Tám phương đều thanh bạch, chư thần hai tư nhật hướng đều về chiều trời là ngày có khí dùng được. Nhưng mà ngày giáp tuất thì lại phạm vào ngày ngày 16 giáp tuất. Thụ tứ đâm ra những ngày tuất chúng ta cũng loại bỏ không nên dùng. Tiếp theo ta xét đến ngày hợi ngày hợi ngày hợi là trực định bị hỏa tinh đây ngày hợi trực định bị hỏa tinh đinh hợi ngày đinh hợi là ngày 29 thì có huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng cùng chiếu ngày ất hợi ngày 17 thì có sao văn xương quý hiển lại trực nhật nên xuất hành nhập trạch hôn nhân nhập học tu tạo động thổ tham quan gặp quý nhân chiêu tài lộc sinh quý tử làm việc lớn thì phát lớn làm việc nhỏ thì phát nhỏ đấy lại nói văn xương ất hợi tại ngọ văn xương là thái dương văn xương là thái dương ngọ là cung chính ngọ lại là cung chính vị của thái dương nên có sao thái dương trị nhật vì vậy được đại cát tức là hai ngày ất hợi là một này ngày đinh hợi là hai là ngày đại cát ngày tân hợi thì trong tháng 6 này không có ngày quý hợi thì là ngày cùng của lục giáp tức là bắt đầu giáp tý sau đến, giáp tý sau đến quý hợi thì giáp tý kết thúc là quý hợi là ngày cùng của lục giáp thì không dùng tại vì là ngũ hành vô khí vậy nên Đồng công có nói là ngày tân hợi và quý hợi là không nên dùng Thì tháng 6 không ngày tân hợi chỉ là ngày quý hợi <laughs> Tiếp đến ta xét đến ngày tí Ngày tí là trực chấp Thì được huỳnh la Được huỳnh sa Bính tí, canh tí lợi về khởi tạo hương công động thổ Nhưng ngày bính tí thì lại phạm vào ngày tam nương Đâm nên khi dùng thì ta phải cẩn thận ngày canh tí lợi về khởi tạo hưng công động thổ làm kho lẫm nhập trạch rời chỗ ở khai trương xuất hành mậu tí thì là ngày thứ cát nhưng trong này không có ngày mậu tí bây giờ ta xét đến ngày giáp tí ngày giáp tí tuy là ngày đầu của lục giáp ở tháng riêng và tháng 6 lại gặp thiên đức và nguyệt đức là sao tốt nhưng đều không dùng được nhưng vì kim nhưng vì kim tự chết, ngũ hành không có khí. Người bình thường không thể nào đương nổi với cái khí của các vị tướng quân hắc sát. Vậy ở phương Bắc, ở phương Bắc thì là dùng được. Như vậy, những nhà nào hướng Bắc thì có thể dùng được ngày giáp tí, còn lại là cũng không nên dùng. Vì là ngày ngũ hành vô khí, không dùng cho người thường. <laughs> ngày xỉu thì bị tiểu hồng sa, ta xét tiếp theo đến ngày xỉu này, ngày xỉu thì bị tiểu hồng xa. ngày này lại không có cắt tinh, nên là không không kinh doanh, làm công việc làm các công việc khác được. trường hợp bắt đắc sĩ thì phải, thì phải lựa chọn cẩn thận. nhưng tóm lại là ngày này là ngày cũng là ngày nguyệt phá, nên ta không dùng là tốt hơn. tiếp theo ta xét đến ngày dần, ngày dần là trực nguy bao gồm hai ngày Bính Dần và ngày Mậu Dần. Bính Dần là ngày mùng 8, Mậu Dần là ngày 20. Thì vừa Đồng Công có nói, ngày Dần là trực nguy vì mùa hạ là ngày của quỷ thần không vong. Ngày Giáp Dần có thiên đức, ngày Giáp Dần là bên này không có. Không dùng được này. Ngày Bính Dần Để đồng công nói là cái ngày giáp dần là ngày đại cát còn ngày các ngày dần khác thì là ngày thứ cát vị chi ngày bính dần mùng 8 và ngày mậu dần 20 chúng ta có thể dùng được vào việc dùng thì được thứ cát ta xếp đến ngày mão ngày mão trực thành thì được thiên hỷ ất mão không có tân mão cũng không có Thì các ngày mão thì có ngày kỳ mão là ngày 21 là phạm vào ngày Ngày con nước thì chúng ta cũng cẩn trọng khi dùng Nên ngày mão này này Thì dùng thì cũng được thứ cát Có ngày mùng 9 là được thứ cát Còn ngày kỳ mão thì là bị phạm vào ngày con nước Thì dùng cũng chúng ta cũng phải là cẩn thận <laughs> Cần phải cân nhắc, dùng đến cân nhắc, cân nhắc trước khi dùng Tiếp đến ta xét đến ngày thìn. Đồng công có nói ngày thìn trực thâu, giáp thìn có thiên đức, bính thìn nhâm thìn, bính thìn nhâm thìn thì cũng không có trong tháng này. Còn ngày canh thìn là ngày 22 thì bị đằng xà, chú tước nên không dùng. Ngày mậu thìn thì cũng chẳng tốt. Vị chi những ngày thìn trong tháng 6 âm lịch là những ngày xấu, chúng ta không sử dụng vào việc gì. Ngày tiếp theo ta xét đến là ngày tỵ. Ngày thị, ngày tị là trực khai Thì có thiên thành, thiên tặc, phúc sinh Chỉ nên dùng ngày ất tị và quý tị Để hưng công động thổ, nhập trạch, khai trương thì là tốt Ngày quý tị ất tị Quý tị ất tị thì trong tháng 6 không có Các ngày tị khác đều bất lợi Phạm thì rất là phạm nguyệt yểm Đem rất là hung Vị trí là ngày Đồng công con nó là chỉ có ngày Ất Tỵ và ngày Quý Tỵ Tức là hai ngày này thì tháng 6 lại không có Còn ngày Kỷ Tỵ ngày 11 và ngày Tân Tỵ ngày 23 thì là không dùng được Vì bị phạm nguyệt yểm Vị chi những ngày Tỵ chúng ta bỏ Và ngày cuối cùng chúng ta xét thì là ngày Ngọ Ngày Ngọ thì lại phạm ngày Thụ Tử Thì dùng chắc chắn không tốt Nhưng theo đồng công cũng có nói này Ngày Ngọ thì phạm vãng vong Ngày Giáp Ngọ thì có thiên xá Chẳng thuộc ngày chuyển sát lại gặp nguyệt đức nhưng cũng chỉ dùng làm việc nhỏ vì phạm vào thọ tử khí chẳng viện toàn bính ngọ thì trôn cất được kinh doanh nhỏ thì cũng được thứ cát vị chi là ngày bính ngọ thì trong này cũng không có còn canh ngọ và nhâm ngọ thì đồng công có nói là nhâm ngọ và canh ngọ thì chỉ nên tiểu táng là được thứ cát các việc khác thì không nên làm còn ngày mậu ngọ thì trong tháng này cũng không có tức là cái ngày, ngày này là ngày thụ tử ngày ngọ thì gồm có hai ngày 12 cây ngọ và 22 24 nhâm ngọ thì chỉ dùng để tiểu táng. Thì là được thứ cát nhưng nó lại phạm vào ngày thọ tử, nên là dùng cũng phải chọn được cái khung giờ mà chuẩn để hóa giải được cái thọ tử của cái ngày. Như vậy là tôi vừa sử dụng tài liệu đồng công và các loại tài liệu về trái cát để xem chỉ ra cho quý vị và các bạn lựa chọn những ngày tốt trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Thì tôi tổng hợp lại, trong tháng 6 âm lịch có các ngày tốt sau. Đầu tiên là ngày 17 Ất Hợi, tiếp theo là ngày 26 Giáp Thân, thứ ba là ngày 29 Đinh Hợi và thứ tư là ngày 14 Nhâm Thân, là ngày Đại Cát. Dùng được cho mọi việc. Còn có 3 ngày thứ cát đó là ngày mùng 8 là ngày Bính Dần Ngày mùng 9 là ngày Đinh Mão Và ngày 20 là ngày Mậu Dần Đây là ngày thứ cát Ngày thứ cát sẽ dùng được các việc nhỏ Cũng rất là tốt còn ngày mùng 6 giáp tý thì chúng ta dùng cũng cần phải cẩn thận vì ngày tí là những ngày xấu. Những ngày khác tôi đã ghi trên, ví dụ như ngày 12, ngày 24 nhâm ngọ thì là chỉ nên tiểu táng. Ngày 21 là ngày phạm thiên địa chuyển sát thiên dùng cũng cần phải cẩn thận nhưng vì tháng 6 có rất nhiều ngày tốt đâm thời quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn được những ngày đại cát hoặc những ngày thứ cát để quý vị làm không nên cố chấp mà làm vào những cái ngày xấu thì nó rất nguy hiểm trên đây tôi vừa trình bày cho quý vị và các bạn cách lựa chọn ngày tốt và chọn cho quý vị những ngày đại cát đại lợi và những ngày thứ cát trong tháng 6 âm lịch để làm những việc lớn Quý vị có thắc mắc thì hãy liên hệ trực tiếp với chương trình với đội ngũ trợ lý của thầy gia cát để được tư vấn trọn vẹn hơn. Còn bây giờ chương trình đã thời lượng chương trình đã hết, thì hẹn quý vị uh, gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của phong thủy lộc tài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông thông báo để nhận những thông báo mới nhất. Hy vọng với cái 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 video này sẽ giúp quý vị và các bạn tìm được những ngày tốt để sử dụng cho các việc lớn nhỏ của mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo